thực ra nó có vẻ giòn sật 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 đấy nhỉ. Nóng nhờ, đứng ở đây tí là mặt hồng lừa luôn đấy. Đó. Chị chủ ở đây chắc là do ăn thịt B quay nhiều sao da đẹp xinh gái quá. Ăn lên thịt B. Lại ăn vụng rồi. Ngon lắm. Con này siêu ngon luôn. Rất là bảo chọn, con tuyệt vời. Rất thích ngon rồi. Em ơi đi một đĩa ba chỉ trước này, anh đây đâu rồi? Bà làm đi đi. Để bên ngoài các bạn nhá. Anh Mía, sang bên này anh hỏi tí xem là ví dụ như em nhìn đoạn này em liệu em có muốn ăn đoạn này không? Đang chờ ngon, vừa sáng nay ăn xong thấy ngon, không ăn thì em không biết là nó ngon đâu. Một lúc này thì một tuần anh quay ít nhất 2 tuần, sớm nào thì là bình thường trung bình anh còn. Mà về Hà Nội mà không điên các em tặng tiền thì lãng phí đấy. Đi ăn một tí cho nó biết. Đây đây đây. Bắt đầu bước vào là đèn điện là sáng như kiểu là đêm Noel này. Ở quán kia này là lúc nào cũng đông rồi anh? Ra là buổi tầm trưa trưa. Trưa trưa với chiều tối người ta đi chơi. Mình ngồi lên được không nhỉ? Được, ngồi chụp ảnh ấy. Chị có cái khăn đúng không? Đây, cái khăn đây là khăn của miền Tây. Đâu mà mình... Đây đây, vào đây ăn kem. Đây, cửa hàng đây đúng chưa? Không, nó có nhiều loại kem, bạn nhìn trên biển này, có kem ốc quế này, kem que này, kem tươi này. Nhưng mà theo tôi ấy, là mình nên ăn kem que với lại kem tươi này được. Bây giờ mà em muốn mua xong rồi mang ra ngoài chỗ Hồng kem que đi, ăn kem que. Chảy nước. Kem que đi. Ở đây có bị chảy không anh? Không. Lý do? Lý do á? Chút nữa anh bật mí chắc. Kem sữa dừa này, kem cốm này. Mỗi thứ kem đậu xanh này, hai ba cái gì đấy. Ăn chia nhau ra xem. Dạ, thập cẩm đấy, chị lấy thập cẩm mỗi thứ hai cái đi. Mỗi thứ hai cái đi ạ. Xong cho vào cái hộp cho em luôn nhá. Kem tươi các kiểu nữa. Anh ơi, có muốn thử kem tươi trước không? Thử kem tươi à? Đây hai loại, bạn ăn loại nào? Trong này là đây cái hồng hồng, hồng cho đúng cái màu áo đi. Vậy, hôm nay nha, tí các em thích ăn màu gì? Thôi mình cứ xách này. Chị đang cho em hai vị gì đây nhỉ? Đẹp lên em, nhiều màu kem quá thôi, rất là đa dạng. Kem tươi các bạn ạ. Hay là đợi ra đi ăn không hay là cái này ăn? Hãy ra mờ hồ ăn đi. Ra mờ hồ đi. Hồ Gươm. Ăn đi. Nhưng mà em cho anh một chút cái cảm nhận về của em về cái món kem này thế nào? Ngon đấy ạ. Em ăn em phải cảm thấy đắng miệng như cái kem ở trên quê em. Trên, ở trên bản chất là cho đường hóa học nhiều ra đắng lắm, ăn xong ấy. Ở đây là cái này là ngọt từ sữa. Qua mình vào đây mình nhảy cùng các cô. Xuống. Chưa? Chà, lên nhú một. Đấy. Hai nhú trong một tiếng đúng không ạ? Đấy. Đấy nhá. Một, hai. Chà, chà, lên. Chà, chà, xuống. Chà, 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 lên. Chà, chà, xuống. Đây là các cô đang dạy nhau. Đấy các bạn ạ, đây là cái địa chỉ 96 Đặng Xuân Bảng, quán B Thui Cầu Mống, hay gọi là B Thui 79 các bạn. Thì các bạn có thể trước mắt mình đây là con B Thui này. Đấy, người ta đang thui gần ở đây, thì đây người ta thui cả con. Lúc trước mình đã quay một video ở đây rồi, nhưng mà cách đây cũng khoảng tầm 2 năm gì đó. Thì hôm nay mình quay lại cũng là một cái hôm, cũng là một cái ngày để mình dẫn các bạn của mình tới đây để ăn và trải nghiệm cái món này. Thì bây giờ mình cùng các bạn vào đây để quay một chút cái cảnh của hoàn cảnh của quán. Sau đó thì mình sẽ gọi đồ mình ăn cùng các bạn của mình các bạn nhé. Có hai cách ăn bê thui, một là mình cuốn, hai là theo cái cách mà như anh em mình hay ăn theo dân chuyên nhậu là các con chỉ xong là chấm tương trực tiếp. Bây giờ toàn bộ cái phần ba chỉ với phần than này là chín hết rồi. Ba chỉ. Than thì mình sẽ dùng được cho món gì anh nhỉ? Theo cái cách làm này là ngon nhất thì chỉ có thái con chỉ chấm mắm lên trực tiếp. Còn ba chỉ anh? Ba chỉ cũng theo ăn theo cách như thế. Còn như theo trong miền Nam người ta hay dùng cái thịt bê thui này này, nó chế biến ra là thành bê bóp thấu này. Vâng. Chứ là bê tái chanh người ta cũng dùng cái thịt bê nướng này để bóp luôn. Đây là cái đinh để mình cố định nó. Cái đùi này vì là nó bên cái phần thịt thớ của nó rất dài. Ví dụ cái phần này cái chiều sâu của nó đâu đó nó tầm độ 15cm chẳng hạn. Còn cái phần này nó xuyên thấu nó tầm độ 40cm. Vâng. Nên là cả cái quy trình quay một con bê này nó phải kéo dài trong tầm độ 5 tiếng. Con này của anh cũng phải tầm hơn tạ hơi đấy nhỉ? Con này nếu mà hơi nó vào tầm tạ rưỡi. Tạ rưỡi. Con này nó vào hơn 80 cân bốc hàng. À.
Cái này là được... Thế bây giờ là ba chỉ là ăn được rồi, mấy phần cổ là ăn được rồi đúng không? Toàn bộ phần thăng lưng, cổ và ba chỉ là ăn được rồi. Xin chào. Chào Thắng nhé. Vâng, chào chị. Xin chào cả khán giả chứ. Chào cả khán giả nhé, chào đồng nghiệp anh em. Vâng. Chị chào cả nước, 90 mấy triệu dân Việt Nam. Hàng tuần thì mình quay mấy con hay là như nào anh? Trong giờ tiết mùa đông này thì thường một tuần nhanh quay 1, 2, 2 con. Có tuần quay 3 con. À, thế trung bình là 2 con hả anh? Ừ, trung bình. Ít nhất là 2 con. Dạ. Còn mùa hè thì trung bình là 1 ngày 1 con. Mùa hè là một ngày một con. Ừ. Có hôm nay anh quay một con nó tầm 105 cân. Ôi da nó có vẻ giòn sần sần sật đấy nhỉ. Đấy. Cái chỗ này tí nữa đây gọi là lầm chỗ này anh. Đoạn này đoạn gầu. Mình làm đĩa mình vừa làm một đĩa nầm, một đĩa gầu. Bác hoa. Đấy. Nóng nhờ đứng ở đây tí là mặt hồng lừ luôn đấy. Gió. Hoa phải được gắn rượu mấy lần của. Chị chủ ở đây chắc là do ăn thịt bê quay nhiều sao da đẹp xinh gái quá. Đứng đây là không cần phải son phấn. Đấy. Chị có phải đứng đây. Đứng đây là má nó tự hồng đấy được rồi đẹp. Má hồng không phấn son. Tháo cả khớp luôn à. Ngon chưa? Cơm lại người gặp không? Nóng lắm. Ôi, hái ra mới ngon. Có một clip anh Hải chơi người cái đùi gì? Anh đầu bếp này đấy nhỉ? Anh đầu bếp này mà đi yêu ai hỏi luôn đứng cạnh đang mặc cái này này có yêu anh không? Hỏi con bê mấy sáng này có người yêu chưa? Chưa. Em còn đang thế này. Đâu bỏ quả nhá ba. Bảnh nhỏ quá anh. Quán này là quán có điểm danh là ế. À ế à, thế xem hai cô gái kia có được không? Hai em này cũng ế này. À, không? Hai cô gái nó có được không? Việt không? Bắt được không anh? Cái này là gì đây? Hả? Than à? Than, than. Bản bông cơ. À, mấy người lợn chưa? Đồ áp bếp nhờ. Này hái cũng luồn lách quá nhờ. Ôi cắt theo đúng vuông luôn, đều luôn. Em này nó mới phẫu thuật tầm độ 1000 con như thế này chưa? Hóa ra là chỉ tàn bắp trinh cái coi thôi. Vâng. Nó làm 8 năm cho mình chưa anh câu nữa ra. Ơ bây giờ mang đi đâu đây? Phải bếp à? Mang đi Thái nha. Mang ở Thái đi. Mang ở Thái à? Đây quầy Thái đi anh. Ờ được rồi. Cái này nó mới... Ba chỉ anh ạ. Ngon kìa. Bà ăn vụng rồi. Nhất, ngon nhất bà chủ này thì không béo tròn cho chụp đứa nào hỗ trợ lấy rau sống đi. Cái gì mà thịt nhiều thịt nó không nên béo nhỉ? Dạ chị đào đứa nào hỗ trợ lấy rau sống. Chị ăn thịt gì? Em ăn thịt bê. Bê tơ mạch mảnh. Ai mà tin được, cứ phải thử ra. Thôi mời ở nhà nha, tôi cũng thử canh. Thôi chờ thanh miếng nha. Con này siêu ngon luôn, cho lời bảo chọn con tuyệt vời. Giữa em quấn cái thịt bê. Ông mà chủ mà có làm miếng cái này. Ở đây là tính như nào, theo cân à? Vâng. Mỗi một đĩa là... Mỗi một đĩa là 2 lạng rưỡi. 2 lạng rưỡi là bao tiền đấy? 200 ạ. À, nghĩa là... Ôi giời, phải ngang tay chứ. Mua mang về là 500 nghìn một cân. À. 500 rưỡi ạ. À, 500 rưỡi ạ. Còn trên này không bán được bia đấy ạ? Dạ. Trên sao anh cũng bán trên đấy cũng ít được nhưng mà cái này dân văn phòng với dân gia đình họ ăn nhiều lắm. Em ơi đi một đĩa ba chỉ trước này anh đây đâu rồi? Bạn em đi đi. Đây. Vâng. Ngon đấy. Đĩa của nó này như thế nào? Ừ. Xanh. Đây là 200 ạ. 200 nghìn. Vâng. Cái này là chỉ ạ mà. Vâng. Này để ăn cuốn đúng không? Ngon, tươi và... À, 200 đồng. Mấy thái một miếng mà nó không mỏng như giấy anh xem nào. À đây anh ạ. Đấy, anh test thử. Test thử miếng to à, gầu. Hai này nó thái mỏng quá, nó có gió nó bay mất. Đưa bản tàn phòng rồi, có phòng. Đây không? Đây vậy. Mới đưa thôi. Thằng này cũng ngon này. Thằng này kiểu thái chỉ, ông chấm mắm nêm đúng không? Vâng, thái mỏng hoặc là thái chỉ. Ờ, thì khách em. Đầu nước bò này. Đầu nước bò à? Để nguyên bản như vậy nha. Anh chuẩn bị cho anh một cân này này, thái quân trì này, một cân thái mỏng để cuốn này, với một cái đùi. Đùi các khớp bắp này. Bắp ra cho anh. Đùi bắp ấy. Bắp nhưng mà đừng để nguyên đùi. Dạ. Ngoài hai ông bà chủ thi nhau ăn vụng này. Còn dã màng. Bây giờ mình mà ăn là mình không ăn thì ai ăn đúng không? Ừ. Xin lỗi anh em tí mà không ăn được. Hả?
ngon đấy, còn ngon đùa đó. Mình xin phép anh em là mình cũng làm vụng một miếng. Đấy, bạn làm cũng không gì cầm được miếng. Cầm miếng khó chịu chị ạ. Có miếng khó chịu. Còn hai đĩa bên thôi của khách nha đây. Ừ. Đang đầu trước đi ạ. Ăn lúc này nó thơm mà nó ngọt nhỉ. Đúng rồi. Nào, tôi ra đây. Lẩu anh Hải ăn luôn chưa này? Có, mang lên để đặt mà ăn phim à. Bày hết ra bàn đi. Đây, đĩa này là 200.000 này. 200k. Kính mời nhé, cả toàn bộ người xem. Kênh của anh Thắng với anh Khoa bây giờ tách rồi anh? Không, vẫn là một kênh mà em. Vẫn là một kênh. Ừ. Tía tô này, vâng. Lá ngổ này, kinh giới này. Nhưng mà đặc sắc hơn là phải có hai loại lá này. Ừ. Đấy là lá cóc. Lá cóc này. Và lá quế vị. Đấy, cái lá quế vị này ạ. Không mời cả nhà. Ừ. Ngày xưa em nhớ là nhà mình còn... phải mua cái này trong tận Tây Ninh ra đấy, chuyển thế ra à? Đấy. À. Chị ơi, chứ ngoài mình chị, ngày xưa em nhớ là nhà mình hình như là còn có quả vả nữa đúng không? Vả, nhưng mà đằng này nhà em thay bằng xoài mì sữa. À. Mùa. Chưa có mùa. Vâng. Chưa đến mùa. Hôm nay bà chủ đẹp thế. Lúc nào cũng xinh thế đấy. Đại ca. Em chào đại ca. Chào tráng sĩ. Lên quán gặp đại ca rồi, đại ca ở đây này. Đây, trong lúc chờ đợi thì mình quay qua một chút cái quang cảnh của quán để cho các bạn biết nhé. Thì ở đây thì quán người ta có cái không gian bên ngoài rất là rộng. Đấy, như lúc trước mình cũng đã quay rồi ấy. Thì ngoài ra thì ở trong quán cũng có những cái bàn ở trong nhà. Đấy, các bạn có thể ngồi riêng tư trong nhà. Hoặc là các bạn có thể ngồi ở ngoài sân này. Thường đi nhậu thì các bạn ngồi bên ngoài nó sẽ thoáng mát hơn. Bê thui nhà em đấy ạ. Vâng. 200k. Vâng. Gồm như thế này. Vâng. Bê thui 200k. Chào cả nhà nhá. Đây. Đâu mà nào. Lạnh quá sao đứng đây sưởi ấm em? Lạnh quá. Tôi nhìn thôi. Đói chưa? Đói bụng chưa? Bỏ điện thoại anh tí. Lấy tiếp cho khách các bạn. Xong thì mình cứ tưởng là Thái trong mình. Nhìn miếng đây là miếng thăn em nhỉ? Vâng. Ngon, hấp dẫn không các bạn? Đấy, rất ngọt và nhiều lương. Ngọt chứ. Nhìn nó hơi hồng hồng này thôi nhưng mà nó cũng kiểu dạng như là ăn được rồi nhỉ? Đây các bạn nhìn đoạn này, chỗ này kiểu cái nước ở trong cái phần thịt bò nó vẫn ứa ra. Ăn đoạn này sẽ rất là ngọt. Các bạn nào mà ăn được tái như này thì ăn sẽ rất là ngon. Còn nhiều bạn thì nhìn như này thì sẽ nghĩ là sống. Ăn đoạn này thì ngọt thịt. Anh Mỹ ơi, sang bên này anh hỏi tí xem là ví dụ như em nhìn đoạn này em liệu em có muốn ăn đoạn này không? Đang gầu đúng không? Vừa sáng nay ăn xong thấy ngon, không ăn thì em không biết là nó ngon đâu. Thế em bây giờ em có thể ăn. Anh tưởng là cái gầu này thì trên mình cũng có nhiều để ăn chứ? Có, đi chợ phiên là có đấy anh. À, thấy không? Nhưng mà là ăn như sáng nay quán phở thì lẽ là rất là ngon. Ừ, anh hỏi thêm nhé là quay lại nhờ đi. Anh hỏi thêm nhé, ví dụ như cái đoạn mà thịt hồng như này thì em có thích ăn không? Có ạ, cái sống nhiều cái sống hơn em còn ăn được đúng không? Và em còn ăn thịt sống hay cá hồi các thứ là sống ấy. Ừ. Không nhiều cái thịt sống hơn nữa ấy, tươi rơi rói luôn ấy, em còn ăn được đấy. Em chỉ có cá hồi thôi. Đây này, ăn luôn tại như kiểu bò xé luôn. Vâng. Em cũng chưa thấy có bà chủ ông chủ nào như anh chị nữa. Thế à? Cứ ăn ngồi ăn... ăn mà không béo luôn. Vâng, ăn mà không béo. Chị có bí kíp gì mà giảm cân được tốt thế ạ? Chị chả có bí kíp gì, đứng uống bia nhiều, ăn bê nhiều. Thế ạ? Ngon là ngon rồi. Phải đang bốc khói các bạn. Nhớ em ăn cái chỗ này nó như kiểu châu khô xé. Chị xé cho em miếng thế nào. Đây đây, chị xé cho em miếng. Ngon cực kỳ luôn ấy. Vâng. Đấy. To luôn này. Đấy, em thử đi. Ui, còn đang nóng các bạn. Nóng nhưng ngon lắm. Vâng, vâng. Mời các bạn nhá, mình cũng xin phép là được thì chị cho mình thử một miếng luôn. Ăn ngon lắm. Ăn ngọt thịt. Anh để xe đây anh ơi. Ngọt thịt mà ăn nó rất là giòn thịt chị ạ. Mà nó thơm. Vâng. Nó đúng vị quê, bê quê hay bê cỏ. Vâng.
nó không đúng nguyên mùi bê luôn, không phải là vớ vẩn. Tại vì mình không có tẩm ướp cái gì cả. Thế là mình quay thôi. Đây này rất là ngon. Con bê này nhá, bê đúng bê ré luôn. Một lớp nhìn bì. Như thế nào là biết là bê ré hả chị? Nó mọc bì này, vâng. Nó ăn nó mềm này, nó ngọt. Đấy, nhìn cái miếng thịt của nó này, đi quay lên này. Ừ. Cái bì nó mỏng tang ra, mà thịt nó vẫn hồng này. Vâng. Đấy, ngon không? Mỡ rất là ít. Đây này không? Đây này, cái thớ này nó mỡ rất là ít luôn. Vâng. Rất là ngon, con bê ré này rất là ngon luôn. Ừ. Tuyệt vời, nhà tớ toàn lấy bê ở dưới Hà Nam đấy, bố mẹ tớ mua bê xong là thả cỏ ấy. Vâng. Bắt đầu là mang lên trên này, gửi lên trên này. Chứ không mua bê ở những cái nơi khác, toàn mua bê ở Hà Nam hết, toàn bê quê hết. Ăn nhóm này nó ngon đấy nhỉ? Ăn tầm này nó ngọt đúng không? Vâng. Đáng làm gì đấy? Vâng. Xin theo các bạn là mình cũng thử một miếng. Đáng làm miếng đi. Đây. Đáng làm miếng. Anh em mình thi nhau ăn vụng các bạn. Hôm nay là thử thức cái này nó mới gọi là thử thức. Hôm nay là nhà hàng lỗ mất cái phần ăn vụng này đấy. Mà ăn cái phần bắp này nó giòn. Vẫn đủ mềm nhưng mà trong bóc vị dai giòn. Cái này là gầu vàng ấy nhé. Gầu vàng á, giòn. Người giòn. Phần này hình như cái da nó cũng giòn ha. Ngờ. Có da đi, da nó mỡ. Phần da có mỡ nên là giòn. Ừ. Đấy. Cái phần mỡ nhìn vàng nhỉ. Địa chỉ mình cái này là ở đâu anh nhờ, để em muốn chia sẻ luôn để cho khán giả. Anh ở 96 Đặng Xuân Bản. 96 Đặng Xuân Bản nhá. Linh Đàm. Một đơn này thì một tuần thì anh quay ít nhất 2 con. À. Còn khi mà chớm nắng thì là bình thường trung bình ngày con. Kỷ lục là có một ngày anh bán hết một con là 105 cân các bạn. À. Đây mình thấy khúc như này là mình sẽ ăn theo kiểu dạng như nào đây anh? Theo yêu cầu của mình. Thường là cái phong thái như này đâu. Khúc này thì thường là đối với anh em mình đi ăn nhậu. Không phải nhiều khi đến quán cũng bảo là anh ơi... Tại sao lại như này? Sao bao nhiêu bây thoái thế mà anh thái với em như này là không phải yêu cầu của mình. Cái này là theo yêu cầu nhá. Đây là chấm trực để chấm trực tiếp. Còn có một cách thái nữa là thái mỏng để cuốn. Đây. Thôi vào việc luôn nhỉ. Đẹp quá rồi anh em ạ. Rồi cảm ơn Bảo Thắng giới thiệu quán gọi là bê quay uy tín quá. Nhìn đã hấp dẫn rồi. Mời mọi người, mời các bạn nhá. Mời cả nhà nhá. Về Hà Nội này, trời hơi sức xe lạnh này, đi ăn bê nóng xong rồi làm cốc bia hơi nữa. Đỉnh cao. Thơm không bia? À thơm không bạn? À. Thơm không biết. Đấy, chưa uống đã say ấy. Thôi, mời anh em đi. Nào. Đây mình ngoài này có đúng không? Ăn cái món này trước đi. Hồng này nó mới ngọt mà. Ừ, ăn này nó mới ngọt. Em ơi. Mời các bạn nhé. Đây thì có hai loại, là một là tương, hai là mắm nêm. Các bạn ăn cái nào cũng được. Đây này, em nghĩ cái này nó cuốn đấy. Ờ đúng rồi, em cứ cuốn đi. Anh đầu tiên là anh sẽ phải bụp luôn rồi khác mà. Không có cuốn cái gì cả. Ngon đấy. Bạn chấm mắm nêm hay gì á? Mắm nêm đúng không? Tôi chấm mắm nêm. Mắm nêm ngon mà. Thơm. Anh em mình ngoài Bắc á, là hay chấm với tương, quen rồi. Nhưng mà chấm mắm nêm có cái hay riêng. Nó có cái độ ngọt của cá. Ăn tầm này nó vừa tới, ăn thử rất là ngọt hơn. Mọi người bảo là mà mắm nêm nó làm bằng cốt cá cơm em ạ. Này nó trời xe xe lạnh. Nhưng mà hết luôn rồi hay như nào đấy? Hết đi. Cái này hết đi. Thôi hết nhá. Ờ, còn chị em thì thoải mái nhá. Đây, có món gì đấy bà chủ? Xách bò xào ạ. Xách bò. Ăn lúc này nó mới ngon này. Ăn đi này. Cái lúc nóng này là lúc ngon nhất. Thế em người nào bán sách tươi nhỉ? Giòn nhẹ không hôi. Nhưng mà sách này là mình phải đi nhập ngoài chứ không phải sách con bê. Mua thêm ngoài. Nhưng mà nó sách tươi đấy ạ. Hả? Giờ đây nó có hẳn sách ngô cho các bếp à? Tí là chị bảo sách tươi đúng không? Đây sách khô là sách nào? Bình thường là sách khô là loại nào? Không phải sách tươi là mình mua nhập hàng tươi hàng ngày mua về đấy. Cái chứ không phải là sách khô. Em đang hỏi test thử xem chị trả lời thế nào, hóa ra chị trả lời thật. Tôi tưởng là có món sách cho các bếp nữa. Phải không? Nó có cái loại sách trắng ấy, nó là sách tàu. Ừ. Hàng Việt Nam ăn nó có mùi trâu mùi ngò.
xào vừa tới đúng lửa. À, các bạn nhìn nó gần như là kiểu miếng dạ quốc, đoạn là dày nhất của cái sách ăn tuần này, nó rất là giòn luôn. Mời các bạn nhé. Ra, bà chủ luôn. Bà chủ như cho hơi nhiều hành rau. Đây vẫn còn mà. Đây vẫn còn này. Ồ, phí đấy. Phí đâu mà. Đấy, chị để đây, chị để đây. Chạy qua hàng hành hơi nhiều. Không, đây đây, còn nhiều mà. Hàng hành ở Hoàn Kiếm. Nói đùa chứ. Ngon đấy. Sách này thì xào ngon đấy. Còn các bạn còn nhiều món để ăn nữa chị ạ. Em ơi, cho cái đuôi vào. Đây anh em này. Mình cho cái đuôi vào trước, được chưa? Thì nữa, khi nào mà cái đuôi nó chín thoát là nhúng đồ và là ok luôn. Anh em vào đây ăn cái lẩu đuôi bò này cũng uy tín này. Đuôi này là cũng đặt thêm ở ngoài đấy. Chất lượng đấy. Chưa? Hết đuôi chưa? Là cái đuôi này là quán người ta cũng đã hầm trước. Ở đây là cái phần mình ăn order thêm một phần lẩu đuôi bò là nó bao gồm sách này, thăn này, đấy, và lòng. Đấy. Tạm thời thì đã không có tràn mất, nó sôi nó tràn. Nào chuẩn bị chuyển sang món mới. Anh em mình cạnh nhau cái nhỉ? Tổng kết cái đi xong rồi chuyển sang cái món thăn thái khúc kia xem thế nào. Ơ, em chưa uống tí nào. Hay là mấy bạn nữ này uống bao nhiêu uống, anh em mình cứ thoải mái đi. Ok. Làm gì cái gầu vàng em ạ. Đây, mình sẽ làm miếng gầu này, vừa gầu vừa thăn ở đây luôn. Nhìn này giống như kiểu cũng tưởng tượng dùng miếng ba chỉ, nhưng ở đây cái phần thịt gầu các bạn nhìn, gầu vàng, ăn đoạn này sẽ là giòn. Đây, cái này mình sẽ chấm với lại mắm nêm các bạn nhé. Mình thích chấm mắm nêm ở đây. Giới thiệu với cả nhà món mới thôi nhé. Món gì đấy? Cũng về bê ạ. Đây là cải biên sang là bê bóp thấu. Trong này nó gồm có lạc này, hành tây này, hành khô này, tía tô. Hôm nay mình rất ga lăng, mình cầm luôn cái đĩa lên cho các chị em. Có cả lạc tía tô luôn này. Hỏi mỗi người ai ăn này tự gắp nào. Ăn tự gắp nha. Bữa của ai người tự túc lại. Bữa ai người đây gắp. Gắp miếng ngon thì ăn miếng ngon. Đúng rồi. Mời các bạn nhá. Ai ăn được nhiều thì gắp miếng to. Bê bóp thấu. Nhưng mà có người ăn được cay rồi không? Đúng rồi. Cái này thì nó có cái phần mỡ gầu đấy. Ở đây thì cái phần mỡ gầu này thì cái đoạn bì thì họ cắt bớt đi rồi. Còn cái phần thịt ở đây các bạn nhìn này, nó vẫn còn hơi hồng nhẹ. Ở đây thì bụng nào, bạn nào khỏe các bạn ăn cái miếng này thì nó rất là ngọt luôn. Tuy nhiên là chúng ta ăn cái này thì nó, nếu bạn nào ăn được thì nó sẽ rất là ngon. Cái này thì tới đây các bạn chấm với lại cái mắm nêm này rất là hợp lý luôn. Mời các bạn. Đưa nhiều nhà là chỉ kỹ quá không ngon. Nếu mình gắp đây, còn đây là cái miếng bắp các bạn ạ. Đấy, thì ở trong cái bắp này nó có một chút cái gân mỡ, mình sẽ lấy cầm tay nhé. Đây các bạn nhìn, cái gân mỡ này. Đấy, ăn cái này thì nó sẽ hơi ngậy ngậy. Mà bây giờ để mát thì ăn cái phần này nó kiểu dạng như nó bị đông ấy. Lâu lâu rồi. Được bữa bê ngon. Mời các bạn nhé. Mấy nữa anh em mình hành trình xuyên Việt. Cái đấy nhúng cái là một lúc là phải bỏ ra luôn. Không phải nó sẽ dai đúng không anh? Chịt. Thêm miếng này luôn anh. Để công đấy vào đấy. Để cho nó sôi lên đấy chứ. Cái nhúng mình, cái sách nhà mình nhúng tới tầm thì ăn nó sẽ ngon. Còn bạn nào mà để nó kỹ quá một chút, ăn nó khô mà nó dai. Khoai chín rồi, cô anh chị em làm thử nó qua đây. Đuôi bò này các bạn ạ, đuôi bò xong nồi lẩu. Thì lẩu đây thì anh ấy làm theo cách, theo cái cách là lẩu Tứ Xuyên. Thì trong cái nồi lẩu nó có vị thuốc bắc nữa. Ok, mời các bạn. Cái nước này mà tăng cốt lên ấy. Nó cái phần thịt nó vẫn khá là dai chắc, cái bì nó ăn nó còn giòn giòn ấy, nó không bị nhũn, ăn rất là thơm. Vì là anh bán cả cái này có 300. Cái này mình chấm thêm với tương gừng được không ạ? Cốt của nó là thấp, tức là mình phải điều chỉnh cái cốt này, mà đúng là cái lẩu dê mà mình bán 700, cái cốt nước nó ngọt. Ok. Đồng đầu nó là. Thì các bạn ạ, thì trong cái video này thì mình cũng chỉ giới thiệu qua vậy thôi. Hôm qua xin phép dừng video đây và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip sau. Chào các bạn nhé.